Tại phiên điều trần cuối cùng trước Nghị viện EU về Hiệp định Thương mại Việt Nam EU-EFTA ngày 10 tháng 10, Ủy ban Thương mại Quốc hội EU mời ông Nguyễn Văn A đến tham dự trong phiên điều trần, trong tư cách là chuyên gia nghiên cứu về EFTA. Sự kiện này đã được ông A và nhóm nhân sĩ tri thức cùng băng đảng với ông này hô hởi truyền thông rùng đen trong nhiều tháng nay. Nào là có phe nhóm trong Đảng Cộng sản Việt Nam thân tàu đang chống EFTA, họ cho EFTA giúp Việt Nam thoát tàu. Nào là ông ta đang bị ngăn cấm xuất cảnh tham gia sự kiện trên. Nào là việc cấm ông ta tham dự sự kiện trên gây thiệt hại lợi ích của đất nước do ông ta là người ủng hộ EFTA, khác hẳn với giới chống cộng, cơ vàng hay một số nghị sĩ EU đã chống EFTA. Thực tế, hộ chiếu của ông Nguyễn Quang A bị tẩy xóa có thể khiến ông không thể xuất cảnh, nhưng ông được cấp lại hộ chiếu ngay lập tức, đã chứng minh phía Bộ Công an hoàn toàn không hề ngăn chặn ông xuất cảnh, thậm chí còn giúp đỡ ông này tham dự phiên họp trên thuận lợi. Trái ngược hoàn toàn với tố cáo và la làng của ông và đồng. Kinh nghiệm từ vụ việc này cho thấy, chúng ta nên bình tĩnh hóng Nguyễn Quang A, xem đó là màn truyền thông hay ăn vạ, hay lý do thực tế khéo khi hoàn toàn khác. Phát biểu của ông Nguyễn Quang A tại buổi điều trần và các chuyên gia nghiên cứu hay chuyên gia về lao động, nhân quyền được mời đến, phần lớn là các lập luận ủng hộ EFTA, kèm theo khuyến nghị EU cần có chế tài nếu Việt Nam không tuân thủ cam kết về nhân quyền và đề nghị can thiệp di thức. Với những phát biểu này, các diễn đàn trên mạng xã hội đã lên án ông Nguyễn Quang A bắt tay với Cộng sản kiểu chiêu ý Cộng sản, con gà của Cộng sản, cái loa của Cộng sản. Nguyễn Văn Đài và chắc chắn nhiều hội nhóm chống cộng như Việt Tân mò đến tham dự phiên điều trần này nhưng không có cơ hội được phát biểu. Nguyễn Văn Đài được RFA phỏng vấn, tuy không chỉ trích quan điểm ủng hộ EFTA của Nguyễn Văn A, nhưng quan điểm vẫn rất rõ là chỉ thông qua EFTA nếu Việt Nam chấp nhận các điều kiện về nhân quyền trước. Các ông bà đại diện các hội nhóm cờ vàng khác khi được BBC, RFA phỏng vấn đều chung quan điểm với Nguyễn Văn Đài. Ngay lập tức sau phiên điều trần, EU thông báo EFTA sẽ được ký một tuần sau vào thời điểm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến EU và có thể sẽ được Nghị viện EU thông qua vào phiên họp tháng 3 năm 2019, cho thấy EU hoàn toàn đồng ý với EFTA và quyết tâm ký EFTA, mọi kiến nghị, khuyến nghị về nhân quyền. Các phiên điều trần này chỉ đơn giản là thủ tục bắt buộc cần phải có để tiến đến lộ trình ký kết. Nhìn toàn cảnh vụ việc này cho thấy, đơn giản là phần lớn đảng, dân chủ, cơ vàng đều tẩy chay EFTA, đòi EU phải đặt điều kiện Việt Nam ghi kết các hiệp ước nhân quyền trước mới có EFTA, không có cơ hội được trình bày tại các phiên điều trần. Ngay vụ Trịnh Xuân Thanh, niềm hy vọng lớn nhất của giới dân chủ cơ vàng là Đức sẽ phủ quyết EFTA, đồng nghĩa EU sẽ không thể thông qua EFTA trái ý Đức. Nhưng trước phiên điều trần về EFTA, Đức đã thúc giục Việt Nam cử phái đoàn sang đàm phán nối lại đối tác chiến lược. Sự cố Trịnh Xuân Thanh đã bị gạt ra bên lề, đồng nghĩa với mọi níu kéo EU thông qua EFTA không còn khả thi. Nhìn thấu bản chất cho thấy, Nguyễn Quang A và số ít ỏi ủng hộ EFTA đơn giản vì họ thấy đây là xu thế không thể đảo ngược, vì chính EU cần EFTA. Nên thay vì phản đối để bị gạt ra khỏi lề diễn đàn chính trị do EU tạo ra cho họ, thì bày tỏ đồng thuận để có sáng. Sự việc Nguyễn Quang A được xuất cảnh tham dự phiên điều trần trước Ủy ban Thương mại Nghị viện EU, ủng hộ EFTA và tham mưu cho EU cần áp dụng chế tài nếu Việt Nam không tuân thủ kết nhân quyền sau khi thông qua EFTA, cũng như nên mặc cả cho Trần Huỳnh Duy Thức ra tù, vì ông Thức cũng ủng hộ EFTA là một danh nhân đang gây ra luồng tranh luận trên các diễn đàn mạng và trên chính trị hệ thống truyền thông chống cộng BBC, RFA. Đa số đám dân chủ, cơ vàng đều cho rằng không thể thông qua EFTA trước khi Việt Nam ký các cam kết nhân quyền và trả tự do cho các tù nhân lương tâm, vì không tin chính phủ Việt Nam nhiều lần xem nhẹ các điều khoản cam kết nhân quyền trong các hiệp định thương mại song phương, đa phương với các nước phương Tây như WTO chẳng hạn. Đại diện cho luồng quan điểm này là Nguyễn Văn Đài, được RFA phỏng vấn ngay tại phiên điều trần, tức ông này cùng nhiều hội đoàn chống cộng tham dự nhưng không có cơ hội được chủ tọa cho phát biểu. Bản thân Nguyễn Văn A dự định phát biểu 10 phút xong chỉ nói được 6 phút và than thở không kịp trình bày hết đoạn đòi trả tự do cho tù nhân lương tâm. Số ít ỏi như Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Hội hay một số thành viên nhóm diễn đàn, Nguyễn Văn A ủng hộ EU thông qua EFTA. Do đó là cơ hội để Việt Nam được giao lưu với nhân quyền Tây Phương và thay đổi di sức ép có lộ trình từ EU và thoát chung. Ngay như các ý kiến ủng hộ này, gặp khá nhiều bình luận của nhà dân chủ hay Facebooker trung lập nghi ngờ ông A phải chiều lòng đảng để được đi dự điều trần. Một số khác xúc phạm cho rằng ông A hay mấy chục hội nhóm mang danh xã hội dân sự độc lập đều là con bài cho đảng Cộng sản lộng ra, rằng ông A đã bán mình là cái loa của Cộng sản. Đáp lại các ý kiến phát biểu này, trong bài trả lời phỏng vấn RFA, Nguyễn Quang A cho, chúng chưa hiểu EFTA, không hiểu về Việt Nam.